được đỡ chặt. Nào, đàn gà con 10 quả trứng tròn, mẹ gà ổ 10 trứng gà con, hôm nay ra đủ lòng trắng lòng đỏ, hành mỏ hành chân cái mỏ tí hơn, cái chân bé xíu, lông vàng mắt xiu, mắt đen sáng ngời. Ơi chú gà ơi, ta yêu chú gà. Rất là hay. Bây giờ sẽ thi đua giữa các tổ, đồng ý không nào? Mời các bạn tổ 1 đứng lên đằng trước. Nào, các bạn tổ 1 đứng lên đằng to. Các bạn từ ngày nào của các con lên đây. Rồi, đứng lên hàng ngang đằng to nhá. Nào, bây giờ ở dưới chúng mình phát hiện xem bạn nào đọc hay nhất và đọc to nhất. Vâng, hiện được tình cảm thôi nhá. Nào, nghe đi biết cơ. Vậy nhá, đàn gà mười quả trứng tròn, cái này mẹ gà